Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo bác sĩ Bùi Thu Phương, Khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bạch hầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Corynebacterium diphtheria gây ra. Bạch hầu là một trong những căn nguyên gây tử vong hàng đầu trong thế kỷ 19 và những năm đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, hiện nay nhờ chương trình tiêm chủng bệnh giảm rõ rệt và ít gặp hơn tỷ lệ tử vong do đó cũng giảm nhiều bệnh gây nhiễm độc nặng do ngoại độc tố của vi khuẩn tổn thương chủ yếu là các màng giả ở họng thanh quản mũi đường lây của bệnh qua đường hô hấp từ cuối thời kỳ ủ bệnh do tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết đường hô hấp hoặc qua các dịch tiết nhỏ bắn ra không khí hay tiếp xúc với da người mắc bệnh bệnh có thể lây gián tiếp qua đồ dùng quần áo thức ăn có dính dịch tiết hô hấp của người bệnh theo bác sĩ, thời kỳ ủ bệnh bạch hầu khoảng từ 2 đến 5 ngày, không có biểu hiện gì, tiên sử tiếp xúc người bệnh và trong vụ dịch. Thời kỳ khởi phát bệnh thường tiến triển từ từ, bệnh nhân sốt nhẹ, có các biểu hiện viêm hô hấp cấp như đau họng, chảy nước mũi, khó chịu, da xanh. Thời kỳ toàn phát, người bệnh có triệu chứng sốt nhẹ hoặc không sốt, ho và đau họng, khó nuốt, đau đầu, khàn giọng, vẻ mặt nhiễm trùng nhiễm độc nặng, miệng hôi, mệt mỏi nhiều người bệnh sẽ chảy nước mũi mủ máu, viêm loét niêm mạc mũi, hạch cổ, hạch góc hàm to, cổ bệnh to tạo hình ảnh cổ trâu. Họng của người bệnh đỏ, mang giả trắng xám, ánh vàng, nhẵn bóng, dính chặt vào amidan, họng, lan rất nhanh, bóc khó, gây chảy máu và làm giả mạc lan nhanh hơn. Giả mạc này không tan khi cho vào nước. Mang giả khởi đầu thường có ở amidan, sau lan nhanh ra hầu họng, vòm họng, lưỡi gà, xuống thanh môn, gây khó thở thanh quản bạch hầu hô hấp có các thể bệnh, bạch hầu họng, bạch hầu thanh quản, bạch hầu mũi, bạch hầu ác tính. Ngoài đường hô hấp, bệnh bạch hầu có thể thấy bệnh trên da, kết mạc, niêm mạc sinh dục, tiết niệu, hậu môn, ống tai. Bệnh bạch hầu có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như tắc nghẽn đường hô hấp, viêm cơ tim, viêm dây thần kinh ngoại biên, viêm thận, viêm phổi, xuất huyết giảm tiểu cầu. Đây là một bệnh cấp cứu nên cần nhập viện ngay để điều trị và cách ly càng sớm càng tốt. Việc điều trị cần đảm bảo các nguyên tắc như cách ly trong 10 đến 14 ngày, nghỉ ngơi tuyệt đối tại giường, kháng sinh diệt khuẩn, thuốc trung hòa độc tố càng sớm càng tốt, phát hiện sớm các biến chứng, xử lý kịp thời, chống tái phát và bội nhiễm, dinh dưỡng đầy đủ, nếu khó nuốt phải ăn bằng nê dạ dày. Bộ Y tế mới đây đã đề nghị tỉnh Bắc Giang, Nghệ An, ra soát những người từng tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh bạch hầu để giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch. Nội dung trên được ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế nhấn mạnh trong văn bản gửi hai tỉnh Bắc Giang và Nghệ An chiều mùng 8 tháng 7 về việc chủ động tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An và Bắc Giang khẩn trương giả soát các trường hợp tiếp xúc gần với hai người mắc bệnh bạch hầu là nữ sinh MTB 18 tuổi ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và một trường hợp đã tử vong ở tỉnh Nghệ An. Các địa phương khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm để xác định kịp thời trường hợp mắc bệnh, triển khai các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch, đồng thời tổ chức điều tra và điều trị kháng sinh dự phòng cho tất cả các trường hợp tiếp xúc gần theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bộ cũng yêu cầu các đơn vị đảm bảo công tác thu dung, cấp cứu, phân luồng khám, phân tuyến điều trị bệnh nhân, thiết lập khu vực riêng khám, cách ly điều trị, cấp cứu bệnh nhân hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong. Các đơn vị cần thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đặc biệt, cần lưu ý hạn chế việc chuyển bệnh nhân đến bệnh viện tuyến trên khi không cần thiết. Cục Y tế Dự phòng đề nghị hai địa phương giả soát, thống kê những người chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ vaccine phòng bệnh bạch hầu. Từ đó, tổ chức tiêm bổ sung, tiêm vét, nhất là tại các địa bàn có lưu hành bệnh bạch hầu và có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Trước đó, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Bắc Giang, trường hợp dương tính với Bạch Hầu là MTB, 18 tuổi, tạm trú huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, thường trú tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6, MTB và MTS về Nghệ An thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở cùng phòng với một người mắc bệnh Bạch Hầu. Khi quay trở lại Bắc Giang, B và S đau họng. Cùng lúc đó, Cả hai biết người bạn cùng phòng ở Nghệ An trước đây đã mất vì bạch hầu nên tự mua thuốc kháng sinh uống. B làm xét nghiệm và có kết quả dương tính với bạch hầu. Nữ sinh cũng được chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương thành phố Hà Nội để điều trị. Còn S và các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh đã được cơ quan chuyên môn huyện Hiệp Hòa thu dung và đưa vào khu vực cách ly. Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Nghệ An vừa thông tin. Trường hợp tử vong do bệnh bạch hầu là PTC, trú tại bản Khà Phảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An xác định 119 người từng tiếp xúc với C từ lúc khởi phát đến khi tử vong. Trong đó, MTB, tỉnh Bắc Giang, tiếp xúc gần với PTC. Ở ký túc xá đã được xác định dương tính. B đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, thành phố Hà Nội. Trước đó ngày 24 tháng 6, C sốt, ho, đau họng, tự mua thuốc điều trị nhưng không đỡ. Đêm 30 tháng 6, nữ sinh được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn trong tình trạng mệt mỏi, da niêm mạc kèm hồng, sốt 37,8 độ C, ho, đau họng, khàn tiếng, sưng vùng cổ phải, nuốt đau, nổi hạch góc hàm hai bên, amidan to có dịch mù, giả mạc trắng, bám amidan và lưỡi gà, dễ bóc tách. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị bệnh bạch hầu. Ngày mùng 4 tháng 7, nữ sinh được chuyển tuyến đến bệnh viện đa khoa Nghệ An điều trị. Tại đây, bệnh nhân theo dõi sốc nhiễm khuẩn bạch hầu, biến chứng viêm cơ tim, suy thận mạn, rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu. Đến 4 giờ ngày mùng 5 tháng 7, C tử vong trên đường từ viện về nhà. CDC Nghệ An cử đoàn giám sát điều tra và lấy mẫu bệnh phẩm, chuyển viện vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm chẩn đoán. Cơ quan chức năng cũng cử đội phản ứng nhanh đến tại địa phương nơi ghi nhận ca mắc, điều tra, giám sát hướng dẫn, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống và kiểm soát bệnh bạch hầu. Những ngày gần đây, mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết đăng tải hình ảnh với nội dung cho rằng một quán bán vịt quay chân giò tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh kinh doanh không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể, hình ảnh của bài viết đăng tải cho rằng, trước khi cho lên bếp chế biến, quán ăn đã để vịt, chân giò ngâm trong một thùng xốp cáo bẩn. Chiếc thùng được đặt trong một nhà vệ sinh cũ có dấu hiệu ít được sử dụng. Ngay sau khi bài viết được đăng tải, nhiều ý kiến trái chiều đã tỏ ra phẫn nộ trước hành động trên của quán bán vịt quay. Liên quan đến vấn đề này, ông Vũ Đức Quỳnh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mạo Khê cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan chức năng thị xã Đông Triều tiến hành kiểm tra, xác minh. Qua xác minh ban đầu, cơ sở bán vịt quay này chỉ là một điểm bán hàng trên vỉa hè. Hình ảnh thùng xốp ngâm vịt và chân giò để trong nhà vệ sinh cần phải làm rõ thêm. Ông Quynh cho biết, đây là trường hợp người trong gia đình mâu thuẫn với nhau nên đăng bài bóc phốt. Chính quyền phường đã báo cáo xác minh vụ việc lên công an thị xã Đông Triều. Ông Quynh cho biết, ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng công an thị xã Đông Triều thông tin thêm, nguồn cơn vụ việc bắt đầu từ mâu thuẫn giữa em rể và anh vợ trong cùng gia đình, chưa tiết lộ danh tính. Cụ thể, trước đó chủ cửa hàng vịt quay có đi trình báo cơ quan công an về việc em vợ mình tham gia đánh bạc và sử dụng ma túy. Sau đó cả hai xảy ra mâu thuẫn, người em rể bực tức muốn trả thù nên đã đăng bài bóc phốt quán vịt của anh vợ. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ các thông tin được đăng tải cũng như những người liên quan để xử lý theo quy định. Vào 23 giờ ngày 8 tháng 7 tại căn nhà A7 trên 18 ấp 4 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, người dân phát hiện căn nhà hai vợ chồng N khoảng 35 tuổi và bà D đang bốc cháy, bên trong nhà mùi xăng bốc lên nồng nặc. Ông N sau đó chạy ra khỏi nhà với nhiều vết bỏng trên người. Bà D bị bỏng nặng không thể thoát ra khỏi nhà. Cả hai sau đó được đưa vào bệnh viện bên quận 8 chữa trị. Người vợ bị bỏng nặng, chuyển biến xấu nên được đưa vào bệnh viện trợ rẫy cấp cứu. Nhiều người dân sống tại khu vực này cho hay, thời gian gần đây giữa hai vợ chồng thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng, người chồng thường xuyên dọa đốt xe đốt nhà, người dân sợ người chồng gây hỏa hoạn nên nhiều lần gọi điện báo công an. Sáng ngày 9 tháng 7, công an huyện Bình Chánh vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường căn nhà, lấy lời khai nhân chứng trích xuất camera để làm rõ.